Nâng. Tại sao con lại bỏ đi? Con đã hứa với chú thì sao? Sẽ cùng nhau vượt qua mà. Con thấy mình ích kỷ quá, cứ theo đuổi điều mình mong muốn mà điều ấy lại khiến mọi người không vui. Con làm vậy con có vui không? Chuyện đó không quan trọng. Nếu con thấy vui mà bà nội không vui, mẹ cũng không vui, vậy thì con thấy vui để làm cái gì hả chú? Vậy còn chú thì sao? Con có nghĩ với chú hay không? Vì niềm vui của mình mà làm điều đó trở thành nỗi đau của kẻ khác, như vậy thì làm sao được hả chú? Còn chú nữa, chú có nhiều chuyện phải làm lắm, từ chuyện công ty, chuyện gia đình. Chú nên tìm một người phù hợp với chú và thuận theo ý nội để... Chú đã đi khắp nơi, và bây giờ chú đã tìm được con. Về với chú nha. Nếu như con không về sao? Con nghĩ con làm vậy là sẽ giải quyết được tất cả mọi chuyện sao? Rồi mẹ con sống có hạnh phúc hay không? Chị Hai đã lỡ trót mất hai đứa bé, bây giờ con muốn mất luôn con à? Từ xưa tới giờ chưa bao giờ hai mẹ con phải sống xa nhau. Bây giờ con bỏ đi đột ngột, chị Hai rất là buồn và nhớ con. Làm sao để khiến cho nội vui lòng và khiến cho mẹ con không buồn hả chú? Con yên tâm, chú đã có cách. Tình chú lần này đi.